ba. Em xin chào mọi người nhé, hôm nay em xin giới thiệu mọi người một cái đàn Nero mà em khẳng định luôn là hai cái con này là sau này lớn lên ấy, thì nó sẽ rất là to, bởi vì là sao? Con Nero nhà Pháp 53 cân ấy, nó lại đàn này nó lại đẻ có 3 con thôi nên là nó rất là được sữa mẹ. Và hôm nay em sẽ xin giới thiệu mọi người hai đàn, một đàn Nero đắt tiền và một đàn Nero cao rẻ tiền. Đấy. Đây em cho mọi người xem cái đàn Nero. Bình thường em đang bán giá 6 triệu trước mọi người nhá. Đây hàng đây. Cái bọn này là nó mới được có mấy 6 mấy ngày thôi mà mọi người nhìn nó rất là bụ sữa luôn. Thì đàn này là mẹ nó đẻ ít. Đấy. Tí nữa thì em sẽ quay cái đàn rẻ cho mọi người xem đây. Quay kỹ cho mọi người thấy đàn này cùng một bố nhá. Mẹ hai con thì nó cũng ngang ngang nhau đó, bảo 33 35 cân, nhưng mà mọi người sẽ thấy là hai cái người nuôi khác nhau thì nó sẽ ra hai cái đàn đấy có cân nặng này, và cái nói chung là cái ngoại hình của nó khác nhau hoàn toàn luôn, nên là em nói là cái việc là cái người nuôi ấy nó cũng vô cùng quan trọng đấy. Phả hệ đã là một phần, nhưng cái người nuôi nó rất quan trọng mọi người nhá. Cái đàn này thì một đực một cái mọi người nhá. Con đực là con đỏ nhá. Đàn này ai mà thích chơi sau này to thứ thì nó sẽ rất là to. Đấy, rồi để em chuẩn bị bắt cái đàn nào rẻ hơn 4 triệu rưỡi ra cho mọi người xem. Đấy, cứ quay là cho mọi người thấy cái mặt của nó, quay gần thì mọi người đưa anh. Đây. Khung bẹ thì rất là đẹp mọi người nhá. Tai ke mõm hộp luôn. Cho nó ngồi cho nó hơi, đừng đập nữa. Đấy. Con màu tối hơn là màu con cái, còn con đực là con đỏ. À. Còn đây mọi người ơi, cái đàn thứ hai đây cũng bố Nero nhà Pháp 53 cân nhà em, nhưng đàn này em bán 4 triệu rưỡi. Đây mọi người thấy nhá. Đây, Hưng quay sang đây. Cùng một bố mọi người đúng không? Đấy. Mẹ thì nó cũng là lá chặn cân như nhau thôi, nhưng mà hai chủ nuôi khác nhau thì nó ra hai cái đàn chó. Thì cái khung bệ của nó cũng khác nhau. Đấy, cái một đàn thì béo múp míp mà một đàn thì toàn xương xương. Đấy, nhưng mà cái đàn này em là em bắt về đây được khoảng 5 hôm rồi, em cho ăn nó đã khác rồi mọi người nhá. Chứ còn hôm lọ nói thật với mọi người là 5 hôm trước mà thằng cu em nó gửi ra đây, em định giả về em còn không dám quay video cho mọi người mà đang bán luôn nha. Những cái đàn này mọi người, nếu mọi người nuôi nhá, nó lớn trông thấy luôn. Hôm lọ có một anh khách, anh ấy đến tại trại em, anh ấy bắt rồi. Anh bảo anh rất là tin tưởng Hồng nên là anh bắt. Thì em bảo là khi mà anh đã tin tưởng em những cái đàn này ấy, thì anh bắt về nếu mà 1 tháng ấy, nó không tăng đến 4-5 cân thì là em nhận lại chó luôn. Đấy. Bọn này về thì nó ăn hơn thường luồng mọi người ạ. Đấy. Bọn này thực ra là con chó ấy, nó chưa đủ chất ấy, đơn giản là nhìn nào nó nhau à, nhìn cái màu mảng các thứ của nó ấy, nó chưa được lông nó chưa được đẹp thôi, chứ còn đây mọi người thấy không, mấy cái con kia nó đỏ này nó cũng khác gì cái con bên này đâu. Đây. Đấy, nó có khác nhau gì đâu. Đàn bên này có một con đỏ, một con màu hơi xám nhá. Thì đàn bên này cũng thế, cũng có mấy con đỏ, có hai con xám. Đấy, đây. Cái chất lông các thứ thì nó cũng như nhau hết mọi người nhá. Và con Nero nó 53 cân, nó rất là to nên là mọi người nhìn thấy cái khung gọng các thứ, bộ chân tay của những cái đàn này. Tuy người nó gầy, nó đang còn hơi trơ xương thôi, nhưng mà mọi người thấy là nó rất là cao dài và trường chó luôn mọi người nhá. Em bắt thử một con cho mọi người xem. Bắt một con bình thường nhất trong đàn nhé. Con này ra. Bắt con đỏ thôi. Nó lùi vào đi. Con nào anh? Bác con này, được con này nó trèo thôi. Thôi, con này nó trèo. Đấy, con đỏ hà trước mặt đây. Đây, đây. Con này không phải to của đàn đấy, nhưng mà mọi người nhìn này. Con chó nhìn cái khung nó này. Nó dài ý, thùng luồng luôn. Này, nó dài chưa? Này, mà cái chân lông nó rất là đỏ mọi người nhá, bởi vì là chó Pháp. Này. Mỗi tội là nó gầy. Bao giờ mà mọi người nuôi ấy, bọn em nuôi thì nếu mà nó phải đầy được cái xương lưng này hoặc là cái xương hông này nó đầy lên ấy, thì những cái đàn chó này nó rất là đẹp. Hai đàn cùng bố thì bọn em sẽ bán một đàn này 6 triệu, đàn là 4 triệu rưỡi, nó sẽ rẻ hơn 1 triệu rưỡi mọi người nhá. Có những
nhau thế. Có quen nhau đâu. Cùng một đàn chó cũng thế thôi, bọn em sẽ bán cho mọi người những cái con đẹp nhất đàn, phả hệ bố nhập các thứ ấy là bọn em sẽ bán giá 6 triệu, còn những cái con nhỏ nhỏ hơn so với đàn đấy thì bọn em sẽ bán 4,5 triệu thôi. Thì đây hai đàn chó khác nhau bọn em thế, cái đàn cho nó gầy mọi người chăm thêm thì em sẽ bán cho mọi người 4,5 triệu, còn đàn này là 6 triệu hai con đẹp. Nhưng mà mọi người yên tâm một điều này là khi mà trưởng thành các thứ ấy thì gần như là hai cái đàn này nó không có sự khác biệt đâu, thậm chí có khi cái đàn này nó còn to hơn cái đàn này, bởi vì bây giờ mọi người thấy tuy nó không có thịt nhưng mà người nó rất là cao luôn. Đấy, nên là cái việc cái phả hệ nó rất là quan trọng. Với cả là cái người nuôi cũng rất là quan trọng. Cái người nuôi mà nuôi kém ấy, thứ thì nhìn con chó hồi lúc bé nó rất là xấu. Tuy nhiên thì khi nó lớn lên thì nó cũng như nhau hết thôi. Đấy, còn đây là một nhà biết nuôi, còn một nhà không biết nuôi thì cái lúc bé nhìn nó khác nhau vậy thôi, chứ còn lớn lên là mọi người yên tâm là nó sẽ như nhau hết nhá. Có nhu cầu liên hệ một số hotline bên em ạ. Em chào mọi người.